Giá cà phê hôm nay, ngày 11 tháng 1, Robusta phản ứng mạnh trước những lo lắng về chính sách tiền tệ mới. Giá cà phê hôm nay, ngày 11 tháng 1 trong khoảng 39.400 đến 40.200 đồng mỗi kg. Robusta rơi xuống mức thấp nhất trong vòng một tháng qua theo giá các mặt hàng nông sản trên các sàn tại Mỹ. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Lâm Đồng giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 39.400 đồng mỗi kg. Tại huyện Cư Mờ Ga, Đắk Lắk giá cà phê hôm nay ở mức 40.200 đồng mỗi kg. Tại huyện Yê Hát Leo, Đắk Lắk, Buôn Hồ, Đắk Lắk giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 40.100 đồng mỗi kg. Tương tự tại tỉnh Đán Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 40.100 đồng mỗi kg tại Gia, Nghĩa và 40.000 đồng mỗi kg ở Đá Giờ Lớp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 40.200 đồng mỗi kg, Chư Prong ở Pleiku và La cùng giá 40.100 đồng mỗi kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Con Tum được thu mua với mức 40.100 đồng mỗi kg. Sáng nay, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm giảm 600 đồng mỗi kg so với cùng thời điểm sáng hôm qua. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 3 năm 2022 giảm 56 USD mỗi tấn ở mức 2.260 USD mỗi tấn. Giao tháng 5 năm 2022 giảm 55 USD mỗi tấn ở mức 2.211 USD mỗi tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 3 năm 2022 giảm 3,55 cent lb ở mức 234,9 cent lb. Giao tháng 5 năm 2022 giảm 3,35 cent lb ở mức 234,95 cent lb. Số đã rơi xuống mức thấp nhất trong vòng một tháng qua theo giá các mặt hàng nông sản trên các sàn tại Mỹ. Nguyên nhân được cho là do Quỹ Tiền tệ Quốc tế cảnh báo các nước sẵn sàng với chính sách thắt chặt tiền tệ của Fed. Kết thúc tuần đầu tiên năm 2022, giá cà phê Azabica có xu hướng tăng trở lại do lo ngại nguồn cung thiếu hụt. Báo cáo thương mại tháng 11 của Tổ chức Cà phê Quốc tế, ICO, cho thấy xuất khẩu toàn cầu trong tháng này sụt giảm tới 12,4%, so với cùng kỳ năm trước, xuống ở mức 9.246 triệu bao. Bên cạnh còn có thêm báo cáo của xe, bờ giác sở tổ cho biết xuất khẩu trong tháng 12 giảm mạnh tới 17,2% so với cùng kỳ. Nhìn chung, nguyên nhân xuất khẩu cà phê sụt giảm chủ yếu là do lĩnh vực hậu cần bị hạn chế và việc vận chuyển hàng hóa toàn cầu vẫn còn trì trệ tại các cảng chính chưa thể khắc phục được ít nhất cho tới giữa năm 2022. Tuy nhiên sang đầu tuần này, những thông tin trên không còn tích cực, giới đầu cơ không còn tin tưởng nữa mà quay ra lo ngại sự xáo động của chính sách tiền tệ. Thu hoạch vụ mùa ở Tây Nguyên đang vào giai đoạn cuối, dự kiến trong nửa cuối tháng 1 năm 2022 sẽ có hàng rô bút vụ mới của Việt Nam được tham gia thị trường. Lô hàng cà phê rô bút đầu tiên sau giãn cách xã hội từ Việt Nam đi châu Âu vào cuối tháng 11 vẫn chưa có tin tức cập cảng đến. Giá tiêu hôm nay, ngày 11 tháng 1 thùng mốc 80.000 đồng mỗi kg và giá tiêu các nước trong tuần đầu tiên năm 2022. Giá tiêu hôm nay ngày 11 tháng 1 trong khoảng 76.500 đến 79.000 đồng mỗi kg, so với cuối năm 2021, giá tiêu trong nước mất 3.000 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Đắk Lắk, đốn ông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 77.500 đồng mỗi kg, giảm 500 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Gia Lai Giá tiêu hôm nay ở mức 76.500 đồng mỗi kg, giảm 500 đồng mỗi kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 76.500 đồng mỗi kg, giảm 1.000 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 79.000 đồng mỗi kg, giảm 1.000 đồng mỗi kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 78.000 đồng mỗi kg, giảm 1.000 đồng mỗi kg sáng nay giá tiêu trong nước giảm 500 đồng mỗi kg tại các tỉnh Tây Nguyên, giảm 1.000 đồng mỗi kg ở Đông Nam Bộ so với cùng thời điểm hôm qua. Đây là ngày suy giảm thứ năm của thị trường nội địa trong năm 2022. So với cuối năm 2021, giá tiêu trong nước mất 3.000 đồng mỗi kg. Báo cáo về tuần đầu tiên của năm 2022, mùng 3 đến ngày 7 tháng 1 năm 2022, Hiệp hội Hồ Tiêu Việt Nam VBA cho biết, tại khu vực Nam Á, giá hổ tiêu Ấn Độ xu hướng giảm. Tiêu đen nội địa của quốc gia này giảm 4%, từ 7.012 xuống 6.747 USD mỗi tấn. Giá FOB tiêu đen tại cảng chi giảm tương ứng 4%, từ 7.280 xuống 7.015 USD mỗi tấn. Còn tại Sri Lanka, sau khi ghi nhận sự gia tăng trong tuần trước, giá tiêu nội địa Sri Lanka cho thấy sự ổn định trong tuần này. Tiêu đen nội địa của quốc gia này từ 5.642 USD mỗi tấn lên 5.666 USD mỗi tấn. Tuần đầu tiên năm 2022, dù theo ghi nhận tại các địa phương giá giảm 2.000 đến 2.500 đồng mỗi kg, nhưng VBA nhận định giá tiêu nội địa Việt Nam tăng. Trong khi đó, giá tiêu trắng của Việt Nam giao dịch trên thị trường quốc tế theo chiều ngược lại. Cụ thể, giá tiêu đen trong nước tăng 1% từ 3.464 USD mỗi tấn lên 3.488 USD mỗi tấn, tiêu trắng nội địa tăng 1%, từ 5.205 lên 5.238 USD mỗi tấn. Giá FOB tiêu đen tại cảng thành phố Hồ Chí Minh trong khoảng 4.200 USD mỗi tấn lên 4.218 USD mỗi tấn với loại 500 gram mỗi lở. Giá FOB tiêu trắng tại cảng thành phố Hồ Chí Minh giảm 1% từ mức 6.260 USD mỗi tấn xuống 6.200 USD mỗi tấn. Giá tiêu đen Indonesia tiếp tục giảm do sự suy yếu của đồng Zupia Indonesia so với USD, IDR 14.300 mỗi USD, giảm 1%. Cụ thể, tiêu đen nội địa của quốc gia này giảm 2%, từ 3.718 xuống 3.626 USD mỗi tấn, tiêu trắng nội địa giảm 2% từ 6.384 xuống 6.276 USD mỗi tấn, giá FOB tiêu đen tại Cảng Lam Bung giảm 2%, từ mức 4.410 xuống 4.304 USD mỗi tấn, giá FOB tiêu trắng tại Cảng Pinang giảm 2%, từ 7.351 xuống 7.226 USD mỗi tấn. Trong khi đó, giá tiêu nội địa Malaysia giao dịch trong nước và thị trường quốc tế ổn định trong tuần trước. Như vậy, Giá tiêu của Malaysia giao dịch trên thị trường quốc tế cho thấy sự ổn định và không thay đổi trong năm tuần qua. Cụ thể, giá tiêu đen nội địa trong khoảng 3.586 lên 3.597 USD mỗi tấn. Tiêu trắng nội địa từ 6.167 đến 6.185 USD mỗi tấn. Giá FOB tiêu đen tại cảng giữ ở mức 5.200 USD mỗi tấn với loại 500 gram mỗi lờ. Giá FOB tiêu trắng tại cảng trong khoảng 7.600 USD mỗi tấn.